Ngày 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc áp lực chính trị từ ông Donald Trump là nguyên nhân khiến dự luật nhập cư lưỡng đảng đứng trước nguy cơ thất bại. Những lo ngại về nhập cư đã trở thành vấn đề hàng đầu trong chiến dịch bầu cử năm nay, với việc cựu Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho trận tái đấu có thể xảy ra vào tháng 11 với Biden. Ông Trump đã thúc đẩy các nghị sĩ Cộng hòa từ chối thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng được công bố vào ngày 4 tháng 2. Người phát ngôn của ông Trump chưa trả lời yêu cầu bình luận. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Mỹ đánh giá thấp Tổng thống của họ về cách xử lý an ninh biên giới và nhập cư của ông. Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm xuống 38% trong tháng 1 khi lo ngại về vấn đề nhập cư bùng phát. Ông Biden đã vấp phải thử thách lớn với số lượng kỷ lục người di cư trái phép bị bắt khi vượt biên giới Mỹ-Mexico trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Đảng Cộng hòa cho rằng lẽ ra Biden nên giữ các chính sách hạn chế của ông Trump. Theo thống kê của chính phủ Mỹ, vào tháng 12 năm 2023, trung bình có hơn 9.500 cuộc chạm trán giữa người di cư và lực lượng chức năng mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh trong tháng 1 năm 2024. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng ông Biden sẽ làm một phép thử, xem liệu việc đổ lỗi cho ông Trump vì đã cản trở dự luật lưỡng đảng có thể giúp thay đổi suy nghĩ của người Mỹ hay không. Dự luật mà ông Biden nhắc đến trị giá 118 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả viện trợ cho Israel và Ukraine. Dự luật này đang nhanh chóng mất đi sự ủng hộ ở đồi Capitol. Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tuyên án tử cho bản đề xuất trên và hơn 20 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng biện pháp đưa ra không đủ nghiêm ngặt. Một số đảng viên Đảng Dân chủ cũng phản đối dự luật vì họ cho rằng một số biện pháp của dự luật đối xử quá khắc nghiệt với người di cư. Tổng thống Biden không đề cập đến phe đối lập của Đảng Dân chủ, nhưng đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa đã khuất phục trước áp lực từ ông Trump.